Tối nay tôi sẽ không nhắc đến vấn đề, Dũng sẽ không nhắc đến cái vấn đề 99 năm nữa. Vì cái chủ đề đó đã quá nhiều người bàn luận rồi. Thấy không? Quá nhiều người bàn luận rồi, cho nên đó là tối nay mình sẽ không nói về chủ đề này. Tại vì có đôi lúc chúng ta là bị hướng dư luận vào một cái vấn đề mà 99 năm. Cho nên đó là chúng ta bỏ quên sao, bỏ quên một cái chiến trường phía sau. Và cái điều mà tôi muốn nói, tôi muốn nhắc nhở đến mọi người là chúng ta phải cảnh giác cao độ. Đừng quá chú tâm vào cái chuyện mà 99 năm, tôi gọi tắt hai chữ đó thôi. Nhớ không? Tại vì nói nguyên văn nó dài quá, gọi chữ 99 năm là được rồi. Chắc quý vị và các bạn đã hiểu hai cái chữ đó, hai cái con số đó rồi. Thì hãy để cho những cái diễn đàn của quý vị khác và các bạn khác, người ta có thể người ta nói. Còn ở đây mình sẽ tập trung vào một cái chiến trường khác, tức là cái chiến trường mà bôi nhọ Hồ Chủ tịch và một số những cái thành phần mà nó xắt động dân trong nước xuống đường biểu tình để mà phá hoại cái chủ trương, cái đường lối của nhà nước đưa ra. Đó là cái 99 năm mà chúng ta đã biết. Thì thưa quý vị và các bạn, theo cái ý của tôi, nếu như quý vị và các bạn ai mà phát hiện thấy tụi nó tập trung thì chúng ta hãy báo với cơ quan chức năng xử lý ngay bọn chúng theo pháp luật, ghép chúng nó vào cái tội phá hoại nền an ninh quốc gia. Đúng không? Nói thật thưa các bạn, người dân miền Nam chúng tôi cũng mơ một ngày khi mà Hồ Chủ tịch ra đi tìm đường cứu nước, người sẽ quay trở về với miền Nam sau những ngày chiến thắng, giải phóng dân tộc, đôi miền Nam Bắc được nối lại với nhau. Nhưng người đã ra đi mãi mãi không bao giờ trở lại bến Nhà Rồng. Đó là cái niềm đau xót cho toàn những người dân miền Nam chúng tôi. Ông ra đi, ông tìm mọi cách để ông giải cứu cái dân tộc này khỏi ách thống trị của một lũ ngoại bang, một lũ ngụy quân. Đó, rồi bây giờ đất nước thanh bình, ngày một phát triển, ông hưởng được cái gì? Hay là ông chỉ còn là một nắm xương tàn thôi? Vậy mà lũ chúng nó vẫn không để cho ông yên, vẫn còn đem ông ra để mà hình ảnh ông ra để mà chế giễu, xúc phạm đến ông. Thì thợ hỏi cái lũ chúng nó có phải là con người hay không? Và ý đồ của bọn chúng là muốn chia rẽ dân tộc, phá hoại cái nền hòa bình của một đất, một quốc gia. Cái này là chúng ta phải lên án. Và tôi mong muốn rằng tất cả đồng bào kiều bào yêu nước ở hải ngoại, mặc dù quý vị cũng đã từng một thời như thế nào đó trong thời chiến tranh, nhưng bây giờ khi quý vị đã ra đi rồi, quý vị là những cái người mà đã nhớ về quê cha đất tổ, chúng ta phải mạnh dạn lên, phải đấu tranh, phải tiêu diệt, phụ giúp với anh em chúng tôi trong nước. Bởi vì chúng tôi cách xa quý vị cả nửa vòng trái đất, chúng tôi không thể làm gì bọn chúng ngoài cái việc mà lên trên mạng xã hội chửi qua chửi lại hàng ngày thế thôi. Quý vị đừng có sợ, nếu mà quý vị không kết nối lại, tôi mong muốn rằng tôi không dám đại diện cho người dân Việt Nam chúng tôi. Tôi chỉ mong cá nhân tôi, nếu mà quý vị ở nước ngoài thật sự yêu thương quê hương, nghĩ về quê cha đất tổ, quý vị phải đoàn kết lại, đừng có sợ chúng nó. Chúng nó chỉ là một cái con số nhỏ thôi, đúng không ạ? Chúng nó không có phải là nhiều đâu mà quý vị sợ nó.
chúng nó xuống đường cầm cờ vàng ba sọc, chúng nó biểu tình. Thì tại sao quý vị và các bạn không dám cầm lá cờ đỏ để mà xuống phản đối lại chúng nó? Mà quý vị tự biết rằng quý vị đông hơn bọn chúng chứ không phải là nhiều, ít hơn bọn chúng. Bọn chúng chỉ là một số nhỏ thôi, một tiểu số nào thôi. Tại sao chúng ta đó đã phải lưu lạc trên xứ người rồi, đi qua xứ người bằng mọi cách, như là ngày xưa quý vị cũng đi vượt biên, đi HO hay là vân vân các kiểu hết. Và bây giờ thì cũng có những cái du học sinh cũng đang sinh sống ở bên đó. Tại sao quý vị không biết nắm tay đoàn kết lại? Chứ bây giờ quý vị cứ để cho chúng tôi ở bên này, người mỗi người lên phản biện chúng nó, nay phản biện cái này, mai chửi cái kia, chửi qua chửi lại, giống như bên bờ sông bên này mà chọi đá qua bên kia, rồi bên kia chọi đá qua bên này, hai bên chọi nhau, cuối cùng cái dòng sông nó lãnh đủ, chứ có trúng nhau được đâu. Cho nên quý vị mà thật lòng yêu nước, chúng tôi chỉ mong mọi quý vị ở bên đó phải đoàn kết lẫn nhau. Quý vị có thấy những người Trung Quốc không? Tuy rằng họ như thế nào nhưng mà họ vẫn đoàn kết lẫn nhau. Đụng vào một người Trung Quốc ở trên xứ người thôi là tụi nó mần thịt mình liền. Tại sao người dân Việt Nam mình không được đoàn kết giống như chúng nó? Quý vị sợ chúng nó ở chỗ nào? Quý vị đang sống một đất nước mà tự do dân chủ, có quyền tự do, là nhân, có nhân quyền á, à đúng rồi, có nhân quyền, thấy không? Tại sao bọn chúng làm như vậy mà quý vị không dám? Mà quý vị thừa biết rằng quý vị đông người hơn bọn chúng, quý vị gấp đôi gấp ba lần bọn chúng. Tôi nói giả sử như bây giờ tôi nói con số tròn thôi là 5 triệu người hải ngoại, thì tôi cho rằng chỉ có 1 triệu người phá làng phá xóm thôi, chống cộng cực đoan thôi. Số còn lại là 4 triệu người. Không lẽ chúng ta không có địch nổi 1 triệu người hay sao? Nếu chúng ta tuân thủ theo pháp luật của nước sở tại, chúng ta có quyền lên báo cáo, lên thưa gửi nữa mà. Tại sao chúng ta lại phải sợ chúng nó? Nếu bà, quý bà con, cô bác ở trên xứ người, ở trên đất Mỹ, đất Úc hay tất cả các nước mà quý vị đang ở, quý vị hãy nắm tay nhau đoàn kết lại thành một khối cờ đỏ luôn, cho là chúng nó gọi mình là cờ đỏ luôn thì đúng rồi. Đất nước mình là cờ đỏ sao vàng thì gọi là cờ đỏ luôn cũng chẳng có sao cả. Quý vị đừng có né tránh, đừng có sợ hãi, đúng không ạ? Quý vị cứ can đảm lên. 90 triệu dân trong nước chúng tôi vẫn ủng hộ quý vị. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiêu diệt cái bọn chống cộng cực đoan. Bọn chúng bây giờ không còn lại là bình thường nữa. Bọn chúng làm một cái tổ chức khủng bố về cái nơi quê cha đất tổ của quý vị. Chào Quyết Vũ, chào Nguyễn Văn Thiệu. Cho nên tôi mong muốn rằng tôi là cất tiếng nói lên, là một người dân lao động trong đất nước Việt Nam, một trong số 90 triệu dân của đất nước Việt Nam, sẽ nhiệt liệt ủng hộ hai tay nếu quý vị đoàn kết lại thành một khối cờ đỏ luôn, xem bọn chúng dám làm gì. Quý vị cứ hành động đi, tôi bảo đảm quý vị hành động từ đây đến cuối năm thì chắc chắn là bọn chúng sẽ từ từ sẽ chết, chứ không có nào sống được. Tôi nói thẳng luôn. Tôi nghe có nhiều người ở bên đó, người ta nói rằng là quý vị treo cái lá cờ đỏ sao vàng ở cửa hàng cũng bị nó đến nó kiếm chuyện, bị nó tẩy chay, đúng không ạ? Mà quý vị sợ phiền phức. Nếu mà quý vị sợ hoài như vậy, sợ hết ngày này qua tháng nọ,
thì quý vị cũng đâu có cảm thấy cuộc đời mình nó hạnh phúc trên cái đất nước mà quý vị cho rằng là nền dân chủ, nền văn minh đâu. Suốt cuộc đời á, một bên thì mang sự hận thù trong đầu óc, một bên thì chúng ta mang cái sự sợ hãi trong người, thì làm sao chúng ta thành công được? Nếu những người như chúng tôi, những anh em như chúng tôi ai cũng sợ, ở trong này, ở trong đất nước Việt Nam này cũng có những thành phần bưng bô cho cái lũ chúng nó. Nếu chúng tôi đều sợ cái lũ đó thì chắc không có ai mà lên mà phản biện lại chúng nó đâu. Nó thật đấy. Chúng tôi cũng từng bị hăm dọa, và bản thân tôi cũng từng bị hăm dọa. Không có sợ đâu quý vị. Nếu mình sợ được một lần, con chào cô qua. Cô mới ngủ dậy à cô? Nếu mà chúng ta mà cứ tiếp tục sợ hãi chúng nó như vậy thì chúng nó sẽ được đằng chân, sẽ lưng đằng đầu. Và trong cái đó chúng ta biết là thừa biết rằng những người dân yêu nước, những kiều bào yêu nước của chúng ta rất là đông. Đông gấp đôi, gấp ba lần chúng nó. Thì tại sao chúng ta ở bên đó chúng ta không đoàn kết lại với nhau được? Chính vì những hoàn cảnh sợ hãi của quý vị, những cái vì lo cái cuộc sống cơm áo gạo tiền của quý vị mà quý vị sợ hãi, không muốn đụng chạm, không dám dây vào cái lũ đó. Nhưng mà nếu mà một người chúng ta sợ, hai người chúng ta sợ, ba người, không lẽ 100 người cũng sợ bọn chúng sao? 1000 người chúng ta cũng sợ bọn chúng sao? Mà trong cái đó bọn chúng cái con số 1000 tỷ lệ ăn 1/3. Không lẽ là quý vị sợ à? Nếu mà bỏ ra sức mà quýnh lộn, tôi nói thiệt luôn, tôi nói chơi mà nói thiệt luôn á, quýnh lộn một, không lẽ 1000 người mà sợ 300 người sao? Quýnh ông lại 300 người sao? Đè nó xuống đập nó được chứ bộ. Vâng, con chào cô Nguyễn Hoa. Nếu mà chúng ta nói rằng chúng ta sống trên đất Mỹ là có một cái nền hiến pháp, pháp luật tốt, thì chúng ta phải làm một cái đơn để trình lên Quốc hội Mỹ. Bởi vì chúng ta thừa biết rằng nó cũng như mình cũng như nó thôi. Nó cũng tị nạn. Bây giờ tôi cho rằng nó cũng tị nạn chính trị. Quý vị cũng tị nạn chính trị luôn. Nhưng tụi nó cực đoan hơn. Còn quý vị đã quay đầu, đã nghĩ về quê cha đất tổ, tức là quý vị đã đi đúng hướng, thì quý vị đừng có sợ cái gì hết trơn á. Đất trời sẽ phù hộ quý vị. Thiện sẽ thắng ác. Quý vị yên tâm đi. Nó cũng ăn cơm, nó cũng hai tay hai chân, nó cũng một cái tư duy đó. Quý vị cũng có một cái tư duy đó. Mà quý vị có một cái tư duy, cái hướng đi nó đúng, thì làm sao mà quý vị phải sợ? Sợ cái một cái số nhỏ của cái lũ mà chống cộng cực đoan, nó làm phá rối cộng đồng của quý vị, và chính nó là người mà gây chia rẽ quý vị. Tụi nó luôn luôn lúc nào cũng muốn là không cho quý vị nhìn về quê cha đất tổ, cắt cái đường về của quý vị. Mặc dù đảng và nhà nước Việt Nam ra sức để mà nối lại vòng tay lớn, nối quý vị lại với những người trong nước như chúng tôi, với người thân của quý vị, người ta đã làm hết sức mình rồi. Mà không phải cái nghị quyết 36 là nó mới ra đây đâu, nó ra lâu lắm rồi. Quý vị nhớ đi, ngay từ cái lúc mà Việt Mỹ đã ban giao bình thường hóa quan hệ, xóa cấm vận, Mỹ đã xóa cấm vận cho Việt Nam để bình thường hóa vấn đề mọi mặt, thì cái nghị quyết 36 đã ra đời từ lúc đó rồi. Và đã được triển khai ngay từ lúc đó rồi, để kêu gọi kiều bào về trong nước, để cái thứ nhất là thăm lại quê cha đất tổ sau những ngày phải bỏ xứ ra đi, và kêu gọi đầu tư các nước trên thế giới. Họ đã xóa bỏ hết những cái hận thù giữa hai dân tộc ở hai phía, hai chiến tuyến. Thì tôi nghĩ rằng từ ngày đó đến nay nó cũng quá lâu rồi để cho quý vị thấm nhuần được cái đất nước Việt Nam, cái quê cha đất tổ của quý vị hôm nay nó phát triển như thế nào. Chắc quý vị hiểu rõ, cũng giống như những người trong nước của chúng tôi.
vì quý huyện thường xuyên cập nhật những cái thông tin ở trên báo đài, đúng không ạ? Thì chắc chắn là quý vị đã biết. Thì tại sao quý vị phải sợ một cái đám mà loi choi lóc chóc chống cộng cực đoan? Cái trước mắt là quý vị không tiếp tay cho nó, là không có cho nó tiền, hay là quý vị sợ cho nó, không cho nó tiền nó xách súng nó bắn quý vị? Vậy thì pháp luật ở Mỹ, của Mỹ ở đâu? Luật pháp của Mỹ ở đâu mà tại sao không đứng ra bảo vệ cho quý vị được? Nếu quý vị làm đúng, quý vị có quyền mà. Và thí dụ như quý vị có, quý vị cầm cái lá cờ đỏ sao vàng ra, quý vị đến gặp những người Mỹ, người ta sẽ trân trọng quý vị hơn là cái cờ vàng ba sọc đỏ. Quý vị thấy không? Bọn chúng bây giờ là rất là tức. Nguyên nhân bọn chúng vì sao bọn chúng tức? Bởi vì chúng nó làm càn. Cho nên bây giờ bọn chúng rất là tức tối. Bọn chúng đã thua. Thua ngay trên sân nhà của bọn chúng. Đó là bọn chúng đưa ra hai cái nghị quyết. Cái nghị quyết thứ nhất là do Senator Nguyễn đưa ra, là đòi đưa những cái cuộc chiến tranh, những cái bài học từ trong chiến tranh giữa chế độ Mỹ Ngụy và cái chế độ cộng sản 43 năm về trước, nó đưa vào lịch sách lịch sử để mà nó dạy cho cái đám con cháu sau này của tụi chúng. Cái nghị quyết gọi là hình như là 981, đúng rồi, ok, 981 của Senator Nguyễn đưa lên thượng hạ nghị viện đều bị bác bỏ hết. Không ai đồng ý cái chuyện đó hết. Cái nền giáo dục của người ta, người ta dạy, chào đại ca, người ta dạy cho con người xóa bớt cái hận thù, ngày ngày một thương yêu nhau. Anh đem cái chiến tranh, anh đem cái tan tóc, anh đem cái sự chia rẽ, anh đem tới cái sự hận thù, anh giáo dục cho con cháu mấy anh, rồi mấy anh bảo là người ta đồng ý, sao người ta đồng ý cho mấy anh được? Thế là nó đã thua.